Con đi nha, mẹ chào con nha. Chiều mẹ đón nha. Có cần mẹ lên với em Bin không? Không hả? Bin tự lên hả? Đáng yêu hình ảnh em bé vừa vào lớp vừa khóc nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, không để mẹ đi theo. Mới đây, cộng đồng mạng đã gần như tan chảy trái tim trước hình ảnh một em bé nhỏ, nước mắt lưng tròng nhưng vẫn ráng nuốt ngược vào trong, không để rơi ra giọt nào, bình tĩnh, tự tin, một mình bước từng bước chân nhỏ vào lớp học. Trước khi vào lớp, em còn ngoan ngoãn quay lại vẫy tay chào mẹ. Bye bye! Bye bye rồi, mẹ bye con nha. Mẹ dẫn em đi lên tới cầu thang nha. Không cần mẹ dẫn hả? Mình đi được không? Mình còn mẹ giỏi quá à. Tuy nhiên, trước khi đi khuất vào góc cầu thang, em đã không kìm được lòng mình, méo máu quay lại dặn mẹ thêm một lần rằng đến chiều thì nhớ tới trường để đón con. Rồi con lên đi. À, mẹ ở đây nha. Mẹ biết rồi con, bye bye rồi con lên đi. À chiều mẹ rước em Bin, ok. Con đi đi. Hình ảnh đáng yêu của cậu bé đã khiến cho nhiều người không khỏi xuyến xao trong lòng. Và nhớ về ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương. Một số bình luận được mọi người để lại: khóc quá thì khóc mà vẫn dạ, vẫn vâng, vẫn rất là ngoan và lễ phép. Những em bé như này cưng ghê luôn á. Em ngoan và lễ phép quá, nhìn mặt thế lại ưng, cứ muốn bồng về thôi. Dù khóc nhưng chân vẫn bước đi, cưng quá trời luôn ạ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.